kính chào các bạn. Nào, với cái đề tài là khoa sẽ nói về việc so sánh giá giữa dự án Viễn Thông Tam Tác với các dự án bất động sản khác sẽ là trọng điểm. Theo như khoa thì dự án Viễn Thông Tam Tác của chúng ta đó là một cái đại đô thị, và cái việc mà để sở hữu một căn ở trong dự án Viễn Thông Tam Tác đã thu hút rất là nhiều khách hàng là có nhu cầu tìm mua. Thì những cái người khách mà quan tâm tới dự án Viễn Thông Tam Tác thì họ quan tâm hơn về cái môi trường sống cho con cái của mình sau này, cùng với bố mẹ, những người thân, thì họ có thể mường tượng được những cái tiện ích sau này khoảng 3 tới 5 năm là hiển hiện trước mắt họ. Họ có thể mường tượng được giá của tiền bao giờ cũng cao hơn khá là nhiều so với những dự án mà các bất động sản lân cận. Tại vì sao? Thì những dự án bất động sản lân cận á, đa số là chỉ là một hoặc hai hoặc là vài tòa nhà chung cư hoặc là những khu biệt thự ít, số lượng rất là ít trong một cái diện tích hay là chỉ là một vài hecta thôi. Nhưng mà Vinhome, Vinpark hoặc là các dự án của Vinhome lúc nào cũng xây dựng cả một khu đô thị, thì những dự án của Vin nó sẽ góp phần thúc đẩy cả một nền kinh tế của một cái huyện, một cái quận của một cái thành phố đó. Phần nữa là các dự án bất động sản khác thì họ chỉ tập trung vào một cái dự án của họ, vì họ ít khi nào quan tâm tới việc mà hạ tầng phát triển hạ tầng khu vực xung quanh. Còn Vin thì em chỉ thấy là Vin sẽ đứng ra xây cái tuyến đường Vành Đai Ba ngang qua khu đô thị luôn, thậm chí là Vin cũng sẽ mở rộng cái khu vực đường Nguyễn Xiển bỏ tiền ra. Cùng với đó, trong sống trong Viễn Thông Tam Tác thì chúng ta có những khu vực trường học, bệnh viện, y tế, ở trung tâm thương mại thì phục vụ đầy đủ tất cả những cái nhu cầu thiết yếu vui chơi giải trí của cư dân trong một đô thị mà với 71 tòa nhà chung cư cùng với khoảng hơn 2.000 căn nhà phố biệt thự, công viên ánh sáng rộng lớn, cái bến du thuyền. Thì anh chị thấy là sau này con cái của chúng ta sẽ sống trong một cái đô thị rất là hiện đại, được trang bị Face ID khắp các khu đô thị của mình luôn, những cái tuyến đường chính đưa vào và khu trung tâm của đô thị. Vincom thì Vincom là một cái trung tâm thương mại lớn của Vingroup tại khu vực miền Nam. Thì chúng tôi thấy những cái khu đô thị hay là những dự án nào mà lại có một cái trung tâm thương mại mọc lên thì nó lại là một cái giá trị cộng thêm rất là lớn cho việc gia tăng giá trị sau này. Cùng với đó là cái việc mà hỗ trợ ngân hàng thì mình chỉ xin toán có 15% thôi, được pin ngân hàng gốc, ngân hàng ngân hàng gốc pin hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, thì đồng nghĩa với việc là năm sau là chúng ta đã nhận nhà, thì chúng ta về sống một năm nữa chúng ta vẫn chưa đóng gốc chi lãi. Đó là một cái số tiền mà rất là nhiều người có thể sở hữu được. Thì 2 năm sau thì mọi thứ hầu như nó đã lên gần như hoàn thiện hết. Vincom thì trong năm nay khoảng là vài tháng nữa sẽ bắt đầu triển khai cái phần thân, phần móng, 3 phần móng, những tầng hầm đã xong hoàn thiện khá lâu rồi. Công viên ánh sáng thì thêm những cái dịch vụ tiện ích như chèo thuyền cao giác, đảo hải tặc để cho các em trẻ vui chơi và dưỡng sinh. Cùng với đó là việc mà câu cá giải trí này các bạn, thì sau này khi mà khu nhà phố biệt thự đi vào hoạt động, chúng ta thấy là sẽ có rất là nhiều những gian hàng, những cửa hàng mà những người thuê hay là những chủ nhân sở hữu người ta sẽ về đây sinh sống, sẽ tạo thành một cái nhiều tiện ích hơn nữa ở những căn shop house nhà phố ở đây.
đồng bộ với việc mà cư dân của nhà phố Shop House về thì chúng ta sẽ được thêm những cái tiện ích, đó là đại lộ ánh sáng, cái công viên chủ đề cũng sẽ vào, bệnh viện VinMed cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị khởi công. Khu vực mà khu đông của chúng ta hiện nay là có khá là nhiều dự án tầm cỡ sẽ một đơn chứ không phải là một những dự án riêng rẻ nữa. Bên kia sông là Aqua City, đảo Long Phước cũng sẽ mong nha khi mà Vin hoàn thành cái việc tốc độ bán hàng của khu đô thị của Vin Hong Kong Park. Khu Đông Thăng Long đã cái hồ Melody gần đó cũng đã hoàn thiện rồi các anh chị. Khu vui chơi rất là rộng lớn và Vin cũng đã có một khu đất là Tây Thăng Long. Thì việc mà sở hữu một căn hộ Vin đó là một cái giá trị, một cái tài sản con cái của mình sau này, chứ không phải là những cái món hàng bất động sản mà chúng ta lướt sóng mua đi bán lại nhanh thì sẽ không phù hợp với những khách hàng nào mà có nhu cầu lướt sóng. Đó là những cái suy nghĩ của Khoa khi mà anh chị có nhu cầu đầu tư về những dự án bất động sản của Vin Hong Kong Park nói riêng và Vin Group nói chung. Vin Homes, các chị có thể suy nghĩ lại về những mặt hàng của Vin không phải là để cho lướt sóng ngắn hạn đâu các anh chị, thì giá lúc nào cũng là cao hơn và nhiều so với những dự án lân cận. Đó là cái suy nghĩ của Khoa. Các anh chị nào mà có quan tâm ký gửi cho thuê là chủ nhiệm các dự án của Vin Homes ra phát thì hãy liên hệ với Khoa, số điện thoại là 0979 676 555, có sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.